Chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái tính năng ghi hình khẩn cấp của những chiếc camera hành trình đến từ thương hiệu 70 Mile để xem cái hiệu quả hoạt động cũng như là cái cơ chế hoạt động của nó sẽ là như thế nào. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu luôn. Có rất nhiều bạn khi mà sở hữu một chiếc cam ấy thì có thể các bạn lại không hề biết đến cái tính năng ghi hình khẩn cấp, trong khi cái tính năng này lại cực kỳ quan trọng với những chiếc cam hành trình cũng như là người vận hành xe ô tô khi tham gia giao thông. Và bây giờ thì mình sẽ nói về cái hiệu quả mà cái tính năng này nó mang lại nhé. Cái chức năng ghi hình khẩn cấp này thì các bạn sẽ sử dụng trong hai trường hợp. Tình huống đầu tiên đấy chính là khi mà chúng ta tham gia giao thông như thế này, chẳng may mà xảy ra va chạm với các cái phương tiện tham gia giao thông cùng, thì cái cảm biến rung động ở trên cam ấy nó sẽ kích hoạt cái tính năng ghi hình khẩn cấp. Và khi mà kích hoạt cái tính năng ghi hình khẩn cấp này ấy, thì cái file mà được kích hoạt ấy nó sẽ khóa lại và các bạn sẽ không thể ghi đè được nhá. Để sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái video đó để làm bằng chứng xem ai sai ai đúng. Rồi, và tiếp đấy là cái tình huống thứ hai. Khi chúng ta tham gia giao thông như thế này, các bạn sẽ thấy một cái tình huống nào đó hay ho, thú vị, và mình muốn lưu và chia sẻ nó lên trên mạng cho mọi người cùng tham khảo. Trong khi đấy thì những cái chiếc cam hành trình nó lại có một cái cơ chế rất là đặc biệt. Đấy là khi mà ghi hình đầy thẻ ấy, thì nó sẽ ghi vòng lặp. Chính vì vậy, để lưu lại được cái tình huống mà chúng ta vừa gặp ấy, thì các bạn sẽ kích hoạt cái tính năng ghi hình khẩn cấp bằng tay. Tất cả những cái chiếc cam ấy thì nó đều có một cái nút cứng ở phía bên trên cam, chúng ta chỉ cần bấm vào thôi thì khi đó nó cũng sẽ kích hoạt cái tính năng ghi hình khẩn cấp, và cái video đấy nó cũng sẽ khóa lại và sẽ không ghi đè được trong bất kỳ tình huống nào. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tới cái cơ chế hoạt động của tính năng ghi hình khẩn cấp trên những cái chiếc cam hành trình 70 Mile. Các bạn lưu ý là mỗi một cái thương hiệu, mỗi một hãng ấy thì nó sẽ có một cái cơ chế hoạt động khác nhau nhé. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cơ chế hoạt động của những cái chiếc cam hành trình 70 Mile. Vâng, cái cơ chế hoạt động của chức năng ghi hình khẩn cấp ở trên những chiếc cam hành trình 70 Mile thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Nó sẽ có hai phần. Phần đầu tiên chính là cái video trước khi mà chúng ta kích hoạt cái tính năng ghi hình khẩn cấp, và một cái video chỉ có 30 giây, nó sẽ ghi lại từ cái lúc chúng ta kích hoạt cái tính năng ghi hình khẩn cấp tới 30 giây, và hai cái đoạn video đấy nó ghép với nhau thành một cái video ghi hình khẩn cấp và nó sẽ khóa lại, không thể xóa được và cũng không thể ghi đè. Và với cái cơ chế này thì các bạn sẽ có một cái file ghi hình khẩn cấp có thời lượng tối thiểu là 31 giây và thời lượng tối đa là 1 phút 30 giây. Ok, mình sẽ nói chi tiết hơn, mình sẽ lấy ví dụ đi để cho các bạn dễ hình dung nhá. Bình thường những chiếc cam hành trình của 70 Mile ấy thì nó sẽ mặc định cho chúng ta một video sẽ có một cái thời lượng dài là 1 phút, các bạn chú ý nhá. Và cứ hết 1 phút ấy thì nó sẽ tách ra, tạo ra một cái video mới cũng dài 1 phút. Và mình sẽ đặt vào một cái trường hợp thực tế như thế này. Cái file ghi hình 1 phút đấy đang ghi hình được khoảng 20 giây. Các bạn lưu ý là đang ghi hình được khoảng 20 giây nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện kích hoạt ghi hình khẩn cấp. Thì có thể kích hoạt ghi hình khẩn cấp bằng tay hay là do rung động kích cảm biến nó kích hoạt. Thì nó sẽ ghi tiếp tục thêm 30 giây nữa sau khi mà cái tính năng được kích hoạt. Như vậy thì cái thời gian tổng của cái video ghi hình khẩn cấp đấy nó sẽ có khoảng 50 giây. Đấy, các bạn lưu ý đấy. Vâng, và mình sẽ lấy thêm một cái ví dụ nữa chẳng hạn như thế này. Cái file 1 phút đấy mà mình ghi được 50 giây rồi, đúng không? Đấy, sau đó thì chúng ta kích hoạt cái tính năng ghi hình khẩn cấp. Thì sau khi kích hoạt nó sẽ ghi thêm 30 giây nữa. Và 30 giây đấy nó sẽ ghép với 50 giây trước, tạo thành một cái file ghi hình khẩn cấp với cái thời lượng là 80 giây, nghĩa là 1 phút 20 giây. Đó, đấy là cái cơ chế ghi hình. Nên các bạn khi mà gặp một cái tình huống bất kỳ, các bạn đừng có vội vàng phải bấm cái nút kích hoạt quá nhé. Vì như vậy thì có thể rất là nguy hiểm khi mà chúng ta tham gia giao thông. Còn với những cái trường hợp mà xảy ra va chạm thì các bạn cũng hết sức yên tâm. Nó sẽ có những cái thời lượng ghi hình trước cái tình huống va chạm và sau cái tình huống va chạm 30 giây. Ok chưa? Vâng, và như vậy thì mình đã giới thiệu xong cái tính năng ghi hình khẩn cấp ở trên những chiếc cam hành trình 70 Mile. Và nếu như các bạn thấy video hay, hữu ích thì nhớ like, share và ấn nút đăng ký để xem thêm nhiều video hay hơn nữa. Và nếu như có nhu cầu mua những cái sản phẩm cam hành trình 70 Mile thì các bạn chú ý ở dưới phần mô tả, mình cũng để lại link để cho các bạn có thể click vào đấy tham khảo. Mức giá ở đấy thì rất là cạnh tranh. Rồi, video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.